như là siêu biến chủng COVID-19 mới gây vô sinh là mối đe dọa lớn đối với làng nấm. Ôi mẹ ơi, mấy tin này là tin giả đó. Thôi thôi, người ta trên này nó có sách mít có chứng nghìn gành đi mà. Mẹ làm gì con cũng mặc kệ mẹ, nhưng con sẽ không uống mấy cái thuốc không rõ nguồn gốc đâu. Những ai đã mua và sử dụng thuốc tại hội nhóm này thì hãy ngay lập tức dừng uống và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình phỏng vấn Alo Nấm Chạm hôm nay. Vào số trước, chúng ta đã phỏng vấn nấm buôn chuyện là nấm lan truyền tin giả gây ảnh hưởng lớn đến làng nấm. Qua chia sẻ của nấm buôn chuyện, chúng ta đã biết được một số dạng tin giả về Covid-19 và hậu quả của việc lan truyền tin giả ở làng nấm. Nếu bạn chưa xem tập trước, hãy mau mau nhấn vào link phía trên caption của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin bổ ích nào nhé. Đến với số phát sóng thứ 3 lần này, với chủ đề cách phân biệt tin giả trên các trang mạng xã hội, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện từ một nhân vật khá nhỏ tuổi, em tham gia chương trình nhằm chia sẻ câu chuyện mà mình đã gặp phải khi là nạn nhân về tin giả Covid-19, và đó chính là nấm học sinh. Dạ, con xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình và MC Nấm Tràm. Con là nấm học sinh, năm nay con đang học lớp 10 tại trường nấm trong làng và con là con của mẹ nấm nội trợ. Chào con, nấm học sinh. Hôm nay con tham gia chương trình phỏng vấn một mình, hay có ai khác tham gia cùng con không? Hôm nay con tham gia chương trình một mình. Con có xem hai số trước của chương trình và biết được chương trình cung cấp những thông tin rất hay và bổ ích. Con xem thấy rất thú vị. Đặc biệt, con hâm mộ MC Nấm Tràm vì MC Nấm Tràm dẫn chương trình rất là chất lượng, nên con muốn chia sẻ với mọi người về trường hợp tin giả của con. Và quan trọng hơn hết là con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ của mình là nấm nội trợ. Cảm ơn con rất nhiều nè. Bây giờ không để khán giả đợi lâu nữa, chúng ta đi vào câu chuyện của con luôn nha. Vâng, ok ạ. Đầu tiên, con có thể kể chi tiết sự việc đó diễn ra như thế nào và tại sao con phải xin lỗi mẹ nấm của mình? Dạ vâng, câu chuyện của con bắt đầu từ 3 ngày trước, khi con đang ngồi học ở nhà. Ô là trời, nấm học sinh ơi, con xem nè, có mấy cái tin tức ở trong hội nhóm mà mẹ tham gia, đọc cuốn dữ lắm luôn nè con. Tin tức gì em mẹ? Đây nè, mấy cái tin có tiêu đề giật gân lắm luôn nè, như là siêu biến chủng Covid-19 mới gây vô sinh là mối đe dọa lớn đối với làng nấm. Làng nấm đang trong tình trạng nguy hiểm với hàng loạt khu nấm bị nhiễm bệnh hoàn toàn. Tiêm vaccine gây tử vong và để lại di chứng về sau. Thuốc đặc trị Covid-19 cam kết 100% khỏi hoàn toàn. Ghê chưa, nghe là muốn đọc liền luôn á. Gì ghê vậy luôn đó hả mẹ? Cơ mà mấy tin đó mẹ đọc được ở trong nhóm nào vậy? Thì ở trong nhóm làng nấm hóng hớt mẹ đang tham gia nè. Mẹ thấy mấy cái bài viết này nhiều lượt like lắm luôn. Vô xem còn thấy có hình ảnh chứng minh đồ đàng hoàng nữa. Rất là chất lượng luôn nha. Đâu, mẹ đưa điện thoại con xem thử. Ôi mẹ ơi, mấy tin này là tin giả đó. Mẹ đừng tin theo để tránh gặp phiền phức sau này. Mẹ cũng đừng nên tham gia mấy group như thế này. Họ toàn đăng tin sai sự thật để câu tương tác thôi à. Đâu, mẹ thấy cái tin thuốc đặc trị nó hay hấp dẫn lắm mà. Còn có mấy cái bài thuốc đông y gì mà chữa bệnh bằng xả chanh gừng gì nữa nè. Có hình ảnh chân thật với cam kết bảo đảm phòng và trị hết hoàn toàn Covid-19. Mẹ tính đặt mua về cho nhà mình uống cho nó an toàn, khỏi đi chích ngừa chi cho mất công, phải tiếp xúc với mấy cái nấm khác lây bệnh cho mẹ con mình. Không mẹ ơi, mấy bài thuốc đó mẹ nghe người ta nói vậy thôi, chứ nó chỉ là đồn đoán không xác thực. Mẹ đừng mua mấy loại thuốc đó không tốt cho sức khỏe đâu. Thôi, con đừng có cản mẹ. Người ta trên này nó có sách mít có chứng nghìn gành đi mà. Với lại á, dù sao cũng là thuốc thôi mà, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Con đã nói rồi mà mẹ không tin con, buồn mẹ ghê. Thôi vậy, tùy ý mẹ luôn, mẹ làm gì con cũng mặc kệ mẹ. Nhưng con sẽ không uống mấy cái thuốc không rõ nguồn gốc đâu. Ây, con với chả cái, mới tí tuổi đầu mà đã cãi lời mẹ mày. Mình phải nhắn tin chốt đơn với bà nắm ba phải mới được. Ô mẹ ơi, sao số tôi khổ quá vậy nè. Nuôi con lớn đến bây giờ, tôi làm gì nó cũng cản, cũng cãi lại tôi. U là trời, con với cái thà để ra cái trứng ăn còn bổ béo. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc được thần thánh hóa là đặc trị chữa khỏi Covid-19 100%, đang được bán tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có thành phần cũng như là nơi sản xuất rõ ràng. Nếu sử dụng sẽ gây hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và để lại những hậu quả khó lường. Đặc biệt là gần đây chúng tôi đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán thuốc đặc trị Covid-19 giả này tại một hội nhóm trên Facebook có tên là Làng Nấm Hóng Hớt. Những ai đã mua và sử dụng thuốc tại hội nhóm này thì hãy ngay lập tức dừng uống và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.
Xin nhắc lại, những ai đã sử dụng thuốc đặc trị COVID-19 được mua tại hội nhóm Làng Nấm Húng Hớt thì hãy ngưng sử dụng và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Những ai đã mua và sử dụng thuốc tại hội nhóm này thì ô là trời, thật sự đưa tin là thuốc hôm qua mình đặt là thuốc giả, nhiều nấm đã sử dụng và bị ngộ độc. Mình mới mua uống hôm qua, phải làm sao bây giờ? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have got is temporarily not available. Please try again later. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ôi, nó học sinh ơi, mẹ xin lỗi. Mai mà không sao, qua chuyện này mẹ chừa rồi. Mẹ không dám mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng nữa. Tất cả đều tại mẹ nhẹ dạ cả tin, tin vô mấy cái tin giật gân đó, khiến cho mẹ con mình phải tranh cãi hiểu lầm nhau. Dạ, thật sự không sao là may rồi. Bây giờ để con chỉ mẹ cách để nhận biết và phòng tránh tin giả mà con đọc được của Bộ Y tế của làng mình giữa thời điểm đại dịch như hiện tại, để không phải bị ảnh hưởng bởi tin giả nhiều hơn nữa. Hay quá, chỉ mẹ liền đi, đó là những cách nào vậy? Cách thứ nhất là kiểm chứng cơ sở nguồn tin. Khi thấy hoặc nhận một tin tức, mẹ nên xem thông tin đó đến từ nguồn nào. Nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng thì chúng ta còn phải cảnh giác. Cách thứ hai là kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin. Thông thường, nguồn phát của thông tin xuyên tạc giả mạo thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài như .com, .org. Nếu mẹ không biết cách phân biệt tên miền thì có thể nhận biết tin giả bằng những cách như tin tức giả hay bị lỗi chính tả hoặc có bố cục lộn xộn. Các hình ảnh, video trong tin giả thường bị chỉnh sửa, cắt ghép, thay đổi nội dung. Và ngày tháng của sự kiện thường bị thay đổi. Cách thứ ba cũng là cách cuối trong hướng dẫn của bộ mà con đọc được là kiểm tra tác giả, đọc kỹ nội dung để suy ngẫm xác định thông tin thật hay giả. Mẹ muốn xem những thông tin đáng tin cậy thì mẹ hãy tìm đến các trang mạng chính thống của cơ quan tổ chức nhà nước. Đó là những trang có tên miền quốc gia.vn và có địa chỉ, thông tin đăng ký cụ thể rõ ràng trên trang. Các trang mạng xã hội của các cơ quan tổ chức chính thống thường đã được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ và được cung cấp dấu tích xanh của làng nấm. Cách hướng dẫn mà con cung cấp rất là đầy đủ và hữu ích luôn à Nghiên. Rồi sau sự việc đó thì con và mẹ nấm có thông cảm và hiểu cho nhau hơn hay không? Sau khi con giải thích cho mẹ nấm biết cách nhận biết tin giả thì con và mẹ nấm đã hiểu nhau hơn. Con còn gì muốn chia sẻ với mọi người nữa không? Dạ, con muốn ngay tại đây hôm nay nói lời xin lỗi đến mẹ nấm của mình. Vì cái tôi của con nên con không chịu giải thích cho mẹ hiểu để sự việc diễn ra như thế, khiến mẹ nấm lo lắng và khóc vì con. Con xin lỗi mẹ nấm rất nhiều. Ồ, thì ra là con vẫn còn cảm thấy có lỗi với mẹ con và muốn xin lỗi. Sau tâm sự của con, nấm tram tôi cũng nhận thấy rằng điều tốt đẹp nhất đôi khi chỉ đơn giản là bắt nguồn từ những lời cảm ơn và xin lỗi ngay trong nhà mình. Thế nhưng trong cuộc sống, không phải ai cũng hiểu và làm được điều đó. Xin lỗi hay cảm ơn, hai từ tưởng như đơn giản nhưng nó lại có sức mạnh rất to lớn, vì nhiều lúc chúng mang đến niềm vui và làm dịu đi cơn nóng giận, bên cạnh đó còn giải tỏa thắc mắc trong lòng mọi người. Dạ, MC Nấm Tràm nói rất đúng. Con cảm ơn MC Nấm Tràm và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con ạ. Quay lại với chương trình, khán giả đã nghe được câu chuyện mà nấm học sinh kể lại, từ đó cũng đã rút ra được bài học quý báu cho bản thân mình cũng như cách nhận biết đâu là tin giả trên mạng xã hội. Rất mong sau số phát sóng lần này, các loài nấm sẽ có thêm kinh nghiệm về phòng chống tin giả về Covid-19. Bên cạnh những lưu ý cách nhận biết tin giả trên mạng xã hội như nấm học sinh đã cung cấp, thì các cơ quan chức năng có phát động thông điệp về quy tắc 5K trong phòng chống tin giả Covid-19. Theo quy tắc 5K đối với những tin giả không chính thống, thiếu căn cứ, chúng ta cần phải tuân thủ những việc làm sau đây. Thứ nhất, không nên tin ngay. Thứ hai, không vội bấm nút thích. Thứ ba, không thêm thắt. Thứ tư, không vội chia sẻ, không đăng lại, không lan truyền. Thứ năm, không kích động, hoang mang thái quá. Còn vaccine phòng virus tin giả chính là ý thức trách nhiệm và cái đầu tỉnh táo của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của nấm học sinh trong cuộc phỏng vấn với những chia sẻ tích cực cùng con chuyện ý nghĩa. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ vâng, con mong khán giả sẽ rút ra được kinh nghiệm từ câu chuyện của con và biết được hậu quả to lớn mà tin giả đem đến cho làng nấm của chúng ta trong thời điểm dịch bệnh này. Cảm ơn con. Và chương trình phỏng vấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem chương trình cho đến giờ phút này. Và đến bây giờ, vẫn là MC Nấm Tràm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo. Xin chào tạm biệt.